Chào mừng các bạn đã trở lại với CMB News. Hello các bạn, các bạn có mong chờ số news này không? Vì như chúng mình đã bật mí, trong số news này, chúng mình sẽ cùng CMB ra cát dự những khó khăn nước Đức và du học sinh sẽ phải đối mặt trong mùa thu đông năm 2022. Có một cái sự thật thú vị là tưởng như sự việc xảy ra ở Liên Xô chúng ta không liên quan gì, nhưng mà lại có ảnh hưởng lớn tới mọi người ở cả Việt Nam và ở cả Đức. Ngay cả những bạn thơ ơ nhất với thời cuộc thì chắc cũng đều biết rằng giá xăng đã nhảy disco theo thời gian như thế nào. Nếu ai hay đi chợ sẽ thấy giá cả leo thang ra sao. Và ai cũng hóng được tin là châu Âu sắp chết rét tới nơi. Và ngay cả bên Đức, áp nghe đồn là chú Dương cũng đã mua hai cái máy sửa điện cất gầm giường rồi. Chúng mình sẽ không thảo luận gì về chính trị ở đây. Nhưng mình sẽ cập nhật cho các bạn góc quan sát của mình khi đang sinh sống ở Đức. Đầu tiên, phải kể đến là chi phí thực phẩm siêu đắt đỏ từ khi chiến sự Ukraine nổ ra giá cả tại Đức lên như tốc độ của tàu cao tốc ICE luôn, từ giá xăng cho đến thực phẩm, các nhà sản xuất hoặc phải tăng giá, hoặc khéo léo hơn là phải giữ nguyên giá nhưng âm thầm giảm khối lượng hàng hóa các bạn ạ. Stop! Stop! Điều thứ hai mà ai cũng chê bai đó chính là chi phí thuê nhà tăng cao vì các loại phụ phí tăng, Nebenkosten do chi phí năng lượng và sửa tăng. Nghe như cái định luật bắc cầu á, nhưng mà đúng thế thật đó các bạn. Điều này có thể khiến du học sinh méo mặt và thấp thỏm bởi vì chỉ biết là chắc chắn sẽ tăng nhưng tăng bao nhiêu thì cuối năm đến kỳ tính toán mới biết. Ôi giời ơi đau lòng và xót ví quá đi mất 1, 2, 3 đồng euro mất giá Đồng euro của châu Âu vừa trải qua một cú sốc lớn Khi tỷ giá của nó lần đầu tiên trong vòng 20 năm Giảm xuống mức ngang bằng với đồng USD Thậm chí các nhà giao dịch tiền tệ cho rằng Sự trượt giá này khó có thể dừng lại ở mức hiện tại Nguyên nhân thì do mùa đông sắp tới rồi không chỉ con tim lạnh lẽo mà cả người cũng lạnh luôn Mà hai anh bạn Nga và Ukraine vẫn chưa làm hòa Nên không biết có cung cấp khí đốt ổn định được hay không Ờ, thế là đồng euro rất giá. Cuối cùng không chỉ đồng tiền mất giá và lãi suất tại Đức lại đang tăng lên, khiến cho người dân hoa mắt chóng mặt và ước mơ có ngôi nhà riêng của mình ngày càng xa vời. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã tăng lãi suất mạnh chưa từng có tại cuộc họp vào ngày 8 tháng 9 nhằm hạ nhiệt lạm phát ở mức cao kỷ lục khiến người tiêu dùng gặp khó khăn và kinh tế châu Âu đứng trước nguy cơ suy thoái. Cụ thể Hội đồng điều hành ECB quyết định tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm trong khi thường chỉ tăng 0,25 điểm phần trăm và chưa từng tăng lãi suất ở mức này kể từ khi đồng euro ra đời vào năm 1999. Đồng euro trượt giá đã tạo thêm gánh nặng cho các bạn du học sinh khi cùng một số tiền nhưng số lượng sản phẩm dịch vụ mua được giảm đi. Cùng với đó, việc đồng euro mất giá cũng là nỗi buồn lớn của các bạn vì số tiền tích lũy được giảm dần theo thời gian khi quy đổi ra Việt Nam đồng. Quả thực, cuộc sống tại nước ngoài không phải màu hồng như mọi người vẫn nghĩ, đặc biệt là trong mùa thu đông năm 2022 sắp tới, nhiều sự khó khăn được CMMB ra các dự dựa trên thực tế đang diễn ra tại Đức. Dù vậy thì mình và CMMB ở Đức vẫn cảm thấy đúng đắn với quyết định đi du học của mình. Một chút khó khăn này đâu thể quánh mại được cái chí khí Việt Nam, phải không các bạn? Tập tới thì các bạn sẽ muốn CMMB làm về chủ đề gì nhỉ? Hãy comment xuống dưới để chúng mình biết nha. Chúc các bạn có một mùa đông ấm áp, rủng rỉnh cả tiền và tình. Hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp theo để xem chúng ta sẽ cùng nói và chia sẻ về điều gì nhá Xin chào và hẹn gặp lại. choose